Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn vừa họp đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng còn lại của năm 2020. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án và địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến nay, chi cục thi hành án dân sự huyện Thoại Sơn đã thụ lý mới 931 vụ việc, trong đó số vụ việc có điều kiện đã thi hành xong là 814. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận, góp ý và báo cáo kết quả thi hành án những tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và giải pháp xử lý các vụ việc còn vướng mắc, khó thi hành án trên địa bàn huyện.